Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Mèo Vặt và Thủ Thuật Thêm một cái tính năng cực kỳ là hay trên ứng dụng CapCut này Đó chính là ta có thể tách lời ca sĩ ra khỏi bài hát Thì cái tính năng tách lời ca sĩ thì mình thấy rất nhiều những comment bình luận Hỏi là có ứng dụng nào có thể tách lời ca sĩ ra được không Đó thì cũng có một số ứng dụng Thế nhưng hôm nay ứng dụng CapCut này nó đã cập nhật thêm một cái tính năng rất là hay ho thì bây giờ mình sẽ vào chia sẻ cho các bạn luôn. Nếu như bạn nào biết rồi thì có thể bỏ qua video. Còn bạn nào chưa biết thì hãy xem phần hướng dẫn của mình nhé. Rồi bây giờ ta sẽ nhấn vào ứng dụng Cáp Cắt này. Rất là hay ho. Bây giờ ta sẽ nhấn vào chỗ Dự án mới. Tiếp theo là ta sẽ chọn tới cái video có nhạc nhé. Bây giờ ta nhấn vào video chẳng hạn này. Ví dụ bây giờ mình sẽ chọn một cái video, một cái bài hát bất kỳ. Sau đó ta sẽ tách lời đi. Đó cái tính năng này rất là hay với những bạn nào thích hát karaoke Ví dụ như mình lấy cái bài hát này đi Bất kỳ bài hát nào cũng được nhé Bây giờ mình lấy cái bài hát này Rồi ta chọn vào Thêm Đó, Ví dụ như Có một cái bài hát nào mới ra Mà nó chưa có bản karaoke Ta có thể lấy luôn bài hát đó Ta tách lời đi và ta có thể hát lại được đó Ví dụ như bài hát này là bài hát Huế xưa này đó, bây giờ mình sẽ uh, cho vào đến cái đoạn hát luôn cho các bạn nghe. À, à. À, ví dụ đây. Rồi, ví dụ như cái đoạn này. Bây giờ mình sẽ cắt ngắn đi cho uh, thời gian nó đỡ đỡ mất nhiều thời gian của các bạn nha Rồi, à, ví dụ mình sẽ cắt một đoạn thôi. Đây là cái đoạn video có lời bài hát nha. Đó, tất cả đều có lời bài hát. Rồi bây giờ để tách lời bài hát, tách giọng ca sĩ ra khỏi cái bài nhạc này. Thì bây giờ ta sẽ nhấn trực tiếp vào cái video này nhé. Và tiếp theo ta sẽ thấy cái thanh công cụ bên dưới này. Nó rất nhiều những cách để chúng ta chỉnh sửa này. Thứ nhất là ta có thể cải thiện giọng nói. Ví dụ như cái video này là video chúng ta nói thì ta có thể cải thiện được giọng nói, giảm những cái tiếng ồn xì xèo đi. Đó và tiếp theo nó có cái phần tách lời này này. Bây giờ ta muốn tách lời ra ta chỉ việc nhấn vào nó. Đây thì nó sẽ có cái phần giữ lại lời, bỏ nhạc. Và tiếp theo giữ lại nhạc, bỏ lời. Đó, ví dụ như bây giờ ta muốn tách lời ta nhấn vào chữ bỏ lời này đi, ta nhấn vào. Và chờ cho nó chạy đủ 100% Thì tùy theo cái video của các bạn dài hay ngắn nha Đây mình đã cắt ngắn đi rồi Thì nó chạy sẽ nhanh hơn ừ, ứng dụng cắp cắt này Mỗi ngày nó lại thêm một cái tính năng rất là hay Nó cập nhật rất nhiều những cái tính năng hay Mình còn đang chờ một cái tính năng nữa Đó là MC ảo và có giọng nói tiếng Việt nữa Đó đã tách lời này đó, Lời đã mất này các bạn không còn nghe thấy lời nữa. OK, ta nhấn dấu tích về. đó, lời bài hát đã được loại bỏ, cái giọng ca sĩ đã được loại bỏ ra khỏi cái bản nhạc này. đó, rất là hay. nếu như bạn nào à, hay hát karaoke với những cái bài hát mà chưa có cái 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 bản karaoke với những cái bài hát có giọng của ca sĩ ta có thể tách lời ra và ta hát theo. đó và nó tách lời cực kỳ là chuẩn nhá, nó không như cái ứng dụng mà loại bỏ giọng nói mà ngày xưa mình chia sẻ thì nó sẽ sẽ bị giảm đi một số cái chi tiết âm thanh, một số cái nhạc cụ. thì nhưng cái này mình nghe nó rất là chuẩn luôn. nó rất là hay khi chúng ta chỉnh xong ta có thể lưu lại lưu lại là xong và kể cả là những cái bản nhạc MP3 ta ghép vào đây ta cũng có thể tách lời được nhá đó ví dụ bây giờ mình sẽ xóa cái này đi mình sẽ 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 giảm âm lượng của cái này đi này tắt âm lượng của nó đi bây giờ ta sẽ nhấn vào phần âm lượng ta coi như cái này không còn nhạc nữa nhá Ví dụ bây giờ mình sẽ thêm một cái bản nhạc MP3 vào đây Có lời ca sĩ Ta cũng có thể tách được Thì mình không có nhạc MP3 Thì bây giờ mình sẽ nhận thêm bằng lớp phủ này Mình lấy nhạc MP3 từ cái lớp phủ này Rồi ta thêm bài này vào Rồi bây giờ ta sẽ tách lời Tách lời Bỏ lời nó ta có thể bỏ lời hoặc là ta có thể tách ra lấy riêng cái giọng uh, cái 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 bản nhạc MP3 thôi sau đó ta bỏ lời cũng được nó cũng nằm ở cái phần tính năng uh, loại bỏ cái uh, cái lời bài hát này nhanh hay chậm thì tùy vào cái tốc độ mạng và uh, cái độ cái cái thời lượng của video các bạn nhé cái bản nhạc của các bạn đó, đã xong. Rồi, ví dụ như cái này bây giờ ta thích thì ta gạt đi hoặc là ta tách lời ta ta xóa ta trích xuất âm thanh ta xóa cái này đi cũng được. Đó, rồi, người ta mở lên này. Lãng thang trên phố dưới cơn mưa chiều. rất là hay và khi chúng ta chỉnh sửa xong thì ta xuất xuất video như bình thường nhé đoạn cuối ta có thể xóa đi ví dụ như cái này ta, ta cần thiết ta xóa đi cũng được Đó, ta nhấn vào đây ta trích xuất xuất video như vậy là xong nó rất là hay thì với cái tính năng tách lời ca sĩ loại bỏ giọng hát này thì ta có thể uh, uh, tải những cái video về và ta uh, tách lời của ca sĩ đi và ta hát nó rất là hay và video chia sẻ của mình xin được dừng tại đây cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại